Liên quan tới vụ sập giàn giáo tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi công tác cứu hộ hoàn tất, xác định không còn nạn nhân nào nằm dưới đống đổ nát, thì điều mà dư luận quan tâm nhất lúc này đó là tình trạng của 21 người bị thương. Và một thông tin tích cực là cho đến sáng nay thì 21 nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch. Hiện 21 nạn nhân của vụ sập giàn giáo ở khu kinh tế Vũng Áng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Theo lãnh đạo bệnh viện thì các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch. 4 trường hợp bị chấn thương sọ não, đứt ruột cũng đã được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời. Hiện tất cả đã sức khỏe đã tốt dần lên. Ca nặng nhất hiện nay là bệnh nhân chấn thương sọ não và vết thương hở ngực, chật khớp háng, gãy tay. Hiện đang được điều trị ở khoa hồi sức tích cực. Bệnh nhân đã cơ bản tỉnh, tiếp xúc với bệnh nhân hiện nay có thể trao đổi qua cử chỉ bằng mắt. Ngoài ekip của Bệnh viện Việt Đức thì Bộ Y tế đã cử thêm một đội cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai gồm 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng cấp cứu tiếp tục hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.